trên 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 Facebook Ni không có thấy được cái app này. Chị Ni ơi, chị Ni đang ở đâu? Chị Ni đang ở Adelaide em. Hình như chị Ni ít cười hơn nè. Trời ơi, em đi em gặp chị Ni ở ngoài đời đi. Ôi, em Hương là chị. Đâu vậy? Cô đó thằng đó. Ừ, ok. Thương Loan này đó, mua cho Loan mặt đen. Chứ lẽ mặt mua đồ mô phỏng cho mày mặc. Thương lắm, cô chú ở Adelaide rất là thương Loan. Sao không cứ gửi về Việt Nam trước đi? Nó hát để nó dành cho ngày mai á mọi người. Cảm ơn mọi người. Để nó để đây. Trời ơi, cái face của nó mình vừa đi vô đi like vậy trời. Mà nó cầm like mình đi like. Thùy Mị cơ. Ủa chứ bình thường đi không Thùy Mị hả chị? Bình thường đi vẫn Thùy Mị mà. Đâu phải do cái e tóc này đâu chị ơi. Nay có show kêu Loan hát bài Chữ Hiếu Chữ Tình. Chữ Hiếu Chữ Tình Loan không có làm biết cho mọi người. Đoàn đang ở Đà Lạt phải không? Không, đang ở Lạng Sơn. Đang ở Lạng Sơn chứ phải đang ở Đà Lạt. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn anh ạ. Qua Úc cái bỏ cái cài rồi he. Dạ không phải là cũng có cài, có cài cho nó mát đó mọi người. Nhưng mà do qua diễn đó, cho nên để tóc bồng gì đó. Lại có show nữa. Dạ có show nữa. Hồi nãy chú đó kêu là để tổ chức cho một diễn cho mấy đứa hát. Đi thì đi phụ họa với mớm này yêu cầu thôi chứ phải đi. Đi lên đi không có tập á mọi người. Không có tập dược hay là làm việc gì đó thì không có tập á. Cho nên đi chị hát thì yêu cầu vui vui vậy thôi à. Đúng rồi, mai hát ở Adelaide xong rồi. Mai 21 không biết nữa. Nhưng mà mùng 10 á, ngày mai là ngày 8 thôi. Ngày 10 là phải bay về Melbourne để lo cho cái show ngày 13 đó. Tại vì vé đã đặt hết rồi á. Adelaide là ở bên Úc nha bạn Loan rồi, chắc là bạn nó giỡn thôi đó. Trời ơi, bây giờ không có Ni thì nó không đi. Nó nói là nó không tự tin. Mà Ni, công việc của Ni mà không có thì không được. Mai show ở đâu để đi coi tiếp? Dạ chị Kim Phùng Lê ơi, để em hỏi lại những chị. Hồi nãy em nghe chú kia nói mà em chưa biết là mọi người đang bàn bạc ở nhau là sẽ hát ở đâu. Thì hồi nãy chú ngồi chú nói đó. Đang ở miền quê Adelaide. Liên niệm của mốm chân không đẹp nên đi tư vấn mốm mặt đậm bà ba. Áo dài cầm sẽ đẹp hơn ok mình rồi. Để năm sau đi sẽ góp ý cho mốm. Chị ở quá xa là chị ở đâu chị Thúy Nguyễn ơi? Chị ở đâu? Dạ em cảm ơn chị. Mai hát bàn phượng buồn. Mỗi năm đến hè lòng gì? Mà đó bài gì ta? Tiếng về nước nở buồn hơn tiếng lòng. Đi hát bài em bắt cây ghế đi này. Em bắt cây ghế ngóng trong về. Đây đợi đi cô đi hát cái bài gì ta? Không, yêu cầu đi hát thì hát cho chị ông mấy anh chị vui vậy thôi chứ nên không có chuẩn bị sẵn á, không có làm biết sẵn cho nên sợ quên lời rồi học một bài tới mấy ngày không thuộc đâu mọi người. Đúng rồi chị, đúng rồi. Mớm không phải là ca sĩ, mớm chỉ giao lưu thôi theo yêu cầu của chú anh chị kiều bào thôi chứ mớm không phải là ca sĩ cho nên là mớm không có phải yêu cầu cái nào muốn có cái bài đó đâu.
xả stress hả mấy dạ. Cảm ơn chị Kim Phùng Lê nha. Hôm qua em gặp chị ở Delay ở cái sinh nhật của bé Thiên Ân đúng không ạ? Tiến về Thiên Lâm dạ. Cảm ơn nghe đình hộ. Cái gì ở này? Chị đi Pháp chị mua. Ờ dễ thương quá. Cái này là tặng đi. Chị đã tặng đi. Đây là dĩa tình yêu. Chị đi mới làm chân mày đúng không? Chị đi làm chân mày của vợ anh Sang á. Quà của ta không mới vô ra. À, em mở em thấy. Đẹp quá em phải khoe thôi chứ sao. Sô-cô-la nhiều lắm. Kẹo, bánh. Hồi nãy là chị gì hả? Chị Người Hoa. Tên này tên gì đó? Đọc tiếng 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 Tàu em cũng chớ. Sao tiếng gì vậy? Mai có hát nữa. Nếu được chị đi livestream cho mọi người ở Việt Nam xem. Hình như là Loan có livestream á. Không có livestream cho mọi người coi á. Không, Loan không ca sĩ. Hay quá em ơi dạ. Em ở Hải Phòng muốn ôm chặt muốn gặp Hồng Loan Hồng Ly ở Hải Phòng. Mai mốt sau này có dịp thì chị với Loan đi Hải Phòng nha, sẽ ôm em nha, cố có đi. Dạ cảm ơn. Phát đèn mờ trời ơi cái gì vậy? Cái này chị đó chị đi phát thì chị đi phát chị mua cái này là ở bên phát. Sẽ bỏ trái cây đây, bỏ muối đây để ăn đi. Đã đây gì trái cây. Đây chắc cái này đi cưng. Sao cái gì trời ơi trời. Nghe đi thì về đi cho thời gian đầu thôi mọi người ơi. Cho bả quen bả tự tin thôi. Chứ bây giờ mà đi ngoài sao được, không có thể đi được. Có thể chuyến lưu diễn tới là đi không có mặt đâu. Chắc là có bùm bùm á. Có bùm bùm như là có xe đi theo chứ không có mặt được. Tại vì nó trái giờ, quá trái giờ. Úc thì được. Mọi người biết sao mình đi thích được không? Đi qua ba mấy tiếng à. Ví dụ đi qua Úc á, mà qua Melbourne có 8 tiếng rưỡi là 9 tiếng à. Hoặc là Sydney mà qua Perth á thì nó lại gần nữa, có 6 tiếng. Còn đi mấy nước khác 20 mấy tiếng, xỉu. Dạ không mà để em hỏi lại chị ơi. Em hỏi lại những chị yêu ơi, đợi em tí. Em chú em hỏi thử em trả lời chị không, chị nhắn tin vô trong tin nhắn của em á. Ăn trái lê mau hết ho lắm bố ơi. Hà Nội sẽ ủng hộ. Dạ chắc sẽ có chuyến lưu diễn ở Hà Nội đó hả. Bầu số ở Việt Nam, ở Sài Gòn chứ à, có nói là có chuyến lưu diễn ở Hà Nội nhưng mà không biết ngày nào. Để nghe vậy. Đang livestream với ba nội. It's my yeah. Đó nói chuyện đi. Vậy luôn chị. Một mình hai chị ba mà mở hát chung một bài. Ok, để mở sắp xếp bên hai tiếp chị ba sắp xếp ký một bài nào hợp tình hợp lý cái à. Mở bên bà con hai hát bài. Thằng Lê tốt cho học nghe, thằng Lê à, Lê tốt cho học nghe. Chờ. Dạ có gì ra Hà Nội sẽ gặp chị nha chị Đào Huyền à, quá trời. Anh lấy một giỏ đi anh Sang thiệt, anh lấy một giỏ đi nè đó, lấy một giỏ đi.
Ừ, anh đem cái áo, áo đỏ về để được cấp. Ăn đi. Đi ăn đi chứ mình sắp đi theo hơi mệt nha. Nhiều chỗ quá nó quên. Nhiều chỗ quá nó quên đó mọi người. Trời ơi, chua là nè mọi người, ăn chuyến này là chắc đi trồng găng sân. Khi nào những đơn diễn ở Hà Nội mình cũng đi xem. Dạ ok chị Nguyễn Thị Bích Hà. Trời ơi cái vỏ này cũng không mà kéo ra quá trời. Nè cho Nhung này bớt đi.